Cô thân ái chào các em học sinh khối 3 đã đến với buổi học online của trường Tiểu học Trung nhất. Hôm nay cô trò mình cùng học tiết tập đọc kể chuyện của tuần 29, buổi học thể dục. Cô mời các em học sinh khối 3 của trường Tiểu học Trung nhất mở sách giáo khoa trang 89 90. Quan sát bức tranh các em thấy tranh vẽ gì nào? À tranh vẽ một giờ học thể dục có một bạn học sinh trong yếu ớt đang gắng sức leo lên chiếc cột thầy giáo chăm chú theo dõi bạn cả lớp không ngừng cổ vũ động viên bạn vậy bạn học sinh ấy có leo lên được chiếc cột đó không chúng mình cùng tìm hiểu qua bài tập đọc buổi học thể dục để tìm câu trả lời nhé Bài tập đọc hôm nay được chia thành ba đoạn bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu một lần bài tập đọc nhé Buổi học thể dục hôm nay có buổi học thể dục thầy giáo dẫn chúng tôi đến bên một cái cột cao thẳng đứng chúng tôi phải leo lên đến trên cùng rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang De Rossi và Coretti leo như hai con khỉ. Stad đi thì thở hồng hộc, mặt đỏ như chú gà tây. Garone leo dễ như không. Tưởng chừng cậu có thể vác thêm một người nữa trên vai vì cậu khỏe chẳng khác gì một con bò mộng non. Đến lượt Nenly, bạn này được miễn học thể dục vì bị tật từ nhỏ nhưng cố xin thầy cho được tập như mọi người nên lì bắt đầu leo lên một cách rất chật vật mặt cậu đỏ như lửa mồ hôi ướt đẫm trán thầy giáo bảo cậu có thể xuống nhưng cậu vẫn cố sức leo mọi người vừa thấp thỏm sợ cậu tuột tay ngã xuống đất vừa luôn miệng khuyến khích cố lên cố lên nên ri rướn người lên và chỉ còn cách xà ngang hai ngón tay hoan hô cố tí nữa thôi mọi người reo lên lát sau nên đã nắm chặt được cái xà thầy giáo nói giỏi lắm thôi con xuống đi nhưng nên còn muốn đứng lên cái xà như những người khác sau vài lần cố gắng cậu đặt được hai khuỷu tay rồi hai đầu gối cuối cùng là hai bàn chân lên xà thế là cậu đứng thẳng người lên thở dốc nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng nhìn xuống chúng tôi theo amicie trong bài có một số từ là tên riêng của các bạn nhỏ người nước ngoài các em hãy cùng cô luyện đọc đúng tên các bạn nhé De Rossi. Cô mời các em học sinh khối 3 của trường tiểu học trung nhất đọc lại. Cô Reti. Cô mời các em đọc lại. Start đi. Cô mời các em đọc lại. Garone. Cô mời các em đọc lại. Nen -li. cô mời các em đọc. Khuỷu tay, cô mời các em đọc. cô mời các em đọc cả sáu từ. De Rossi, Coretti, Stardi, Garone, Nen ly. khuỷu tay. Bây giờ cô trò mình cùng nhau đi luyện đọc từng đoạn của bài tập đọc và giải nghĩa từ khó nhé. Khi đọc các em chú ý ngắt nghỉ hơi đúng chỗ và nhấn giọng vào các từ in đậm. Đoạn 1, các em sẽ đọc với giọng sôi nổi. Cô mời các em học sinh khối 3 của trường Tiểu học Trung nhất cùng đọc đoạn 1 với cô nhé. Hôm nay có buổi học thể dục thầy giáo dẫn chúng tôi đến bên một cái cột cao. Thẳng đứng, chúng tôi phải leo lên đến trên cùng, rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang. De Rossi và Coretti leo như hai con khỉ. Start đi thì thở hồng hộc, mặt đỏ như chú gà Tây. Garone leo dễ như không. Tưởng chừng Cậu có thể vác thêm một người nữa trên vai, vì cậu khỏe chẳng khác gì một con bò mộng non. Trong đoạn 1 có nhắc tới gà tay, em có biết gà tay là giống gà nào không? Mình cùng đi giải nghĩa từ này nhé. Gà tay là loại gà thân cao và to, lông thường màu đen, con trống có biểu ở cổ. Đây là hình ảnh của gà tây. Bên tay trái các em là con gà trống, bên tay phải các em là con gà mái. Cô sẽ cho các em quan sát kỹ hơn con gà trống. Các em có thấy cái biểu ở cổ của con gà trống không? trong đoạn 1 có so sánh bạn Garone khỏe như một con bò mộng non Vậy em có biết con bò mộng là con bò như thế nào không? À, bò mộng là một loài bò đực to béo Đây là hình ảnh của chú bò mộng chúng ta cùng tiếp tục luyện đọc đoạn 2. Đoạn này các em đọc với giọng chậm rãi. Cô mời các em học sinh khối 3 trường tiểu học trung nhất cùng đọc đoạn 2 với cô nhé. Đến lượt Nenly, bạn này được miễn học thể dục vì bị tật từ nhỏ, nhưng cố xin thầy cho được tập như mọi người. Nenly bắt đầu leo lên một cách rất chật vật. Mặt cậu đỏ như lửa, mồ hôi ướt đẫm trán. Thầy giáo bảo cậu có thể xuống, nhưng cậu vẫn cố sức leo. Mọi người vừa thấp thỏm sợ cậu tuột tay ngã xuống đất, vừa luôn miệng khuyến khích. Cố lên, cố lên. Nên rướn người lên và chỉ còn cách xà ngang hai ngón tay. Hoan hô, cố tí nữa thôi. Mọi người reo lên, lát sau, Nancy đã nắm chặt được cái xà. Nancy leo một cách rất chật vật, bạn nào có thể giải nghĩa cho cô từ chật vật không? Chật vật có nghĩa là làm một việc mất rất nhiều công sức vì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta cùng tiếp tục luyện đọc đoạn 3. Đoạn này các em sẽ đọc với giọng hân hoan cảm động. Cô mời các em học sinh lớp 3 trường tiểu học trung nhất cùng đọc đoạn 3 với cô nhé. Thầy giáo nói, giỏi lắm, thôi con xuống đi. Nhưng Nen còn muốn đứng lên cái xà như những người khác. Sau vài lần cố gắng, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, Cuối cùng là hai bàn chân lên xà Thế là cậu đứng thẳng người lên Thở dốc nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng Nhìn xuống chúng tôi Chúng mình vừa đi luyện đọc cả bài tập đọc rồi Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài nhé Các bạn hãy đọc và suy nghĩ câu 1 cho cô các bạn trong lớp thực hiện nhiệm vụ của bài tập thể dục như thế nào? Các bạn trong lớp đã thực hiện nhiệm vụ của bài tập thể dục là: De Rossi và Coretti leo như hai con khỉ, start đi thở hồng hộc, mặt đỏ như gà tây, Garone gà leo dễ như không, tưởng như có thể vác thêm một người nữa trên vai. Chúng ta cùng tìm hiểu câu số 2 nhé. Câu 2, vì sao Nancy được miễn tập thể dục? Nancy được miễn tập thể dục vì cậu bị tật nguyên tư bé. Câu 3, em hãy tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nancy. Những chi tiết nói lên quyết tâm của Nenly là nên leo một cách rất chật vật mặt đỏ như lửa mồ hôi ướt đẫm trán thầy bảo xuống nhưng cậu vẫn cố sức leo nên lì rướn người lên và thế là nắm chặt được cái xà thầy khuyên cậu xuống nhưng cậu còn muốn đứng lên cái xà như các bạn cậu cố gắng đặt được hai khuỷu tay rồi hai đầu gối hai bàn chân lên xà thế là cậu đứng thẳng người lên thở dốc Mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng các em ơi các em hãy tìm thêm một tên thích hợp đặt cho câu chuyện nhé cô có những gợi ý sau quyết tâm của nelly cậu bé can đảm nelly dũng cảm chiến thắng bệnh tật theo em em sẽ chọn tựa bài nào cho thích hợp. Các em cho cô biết nội dung bài tập đọc là gì nào? Nội dung của bài câu chuyện ca ngợi quyết tâm vượt khó của Ly, một học sinh tật nguyên. Vậy qua câu chuyện này em rút ra được bài học gì cho bản thân? Các em thấy bạn Ly mặc dù tật nguyên nhưng với quyết tâm và bạn Ly đã cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao phải không nào? Các em nên bắt chước bạn Nancy nhé. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tấm gương vượt khó, vươn lên trong cuộc sống họ là những người sinh ra với cơ thể không lành lặn nhưng cuộc đời và tinh thần quyết tâm vượt khó của họ là một bài học vô giá cho chúng ta noi theo người mà cô muốn nhắc tới đó là nhà giáo ưu tú nguyễn ngọc ký từ năm lên bốn tuổi ông bị bệnh và bị bại liệt cả hai tay nhưng ông đã không đầu hàng bệnh tật ông vẫn đến lớp mỗi ngày và tập viết bằng chân cuối cùng Nhờ quyết tâm và nghị lực phi thường, ông đã trở thành nhà giáo ưu tú, lập kỷ lục Việt Nam, người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết. Người phi thường tiếp theo cô muốn giới thiệu với các em đó là Nít Vu Khi được sinh ra, anh đã không có tứ chi, không chịu đầu hàng số phận, anh vẫn quyết tâm đi học và đã tốt nghiệp đại học, trở thành một diễn thuyết gia nổi tiếng anh có thể viết, sử dụng vi tính và chơi các môn thể thao như chơi bóng, chơi gôn, lướt ván với sự giúp đỡ của người khác. Anh đi khắp nơi trên thế giới để diễn thuyết, truyền động lực về cuộc sống của một người khuyết tật, mang hy vọng và mong muốn tìm được ý nghĩa cuộc sống cho mọi người. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo của bài học, đó là kể lại câu chuyện buổi học thể dục nhé. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 90. Hôm nay chúng ta sẽ kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong chuyện. Kể lại câu chuyện buổi học thể dục bằng lời của một nhân vật. Để kể được câu chuyện bằng lời của một nhân vật, thì việc đầu tiên các em phải xác định nhân vật mà mình muốn nhập vai kể để... Em cho cô biết trong câu chuyện buổi học thể dục có mấy nhân vật? À, câu chuyện của chúng ta hôm nay có rất nhiều nhân vật để các em chọn lựa nhập vai. Đó là thầy giáo, Nenly hoặc các bạn trong lớp như Garone, De Rossi, Coretti, Stady hoặc một bạn học sinh nào khác trong lớp. Các em đã chọn được nhân vật chính cho mình chưa? Sau khi chọn được nhân vật rồi, thì các em hãy chọn lời xưng hô làm mình tớ hoặc tôi cho phù hợp và sử dụng thống nhất trong toàn bộ câu chuyện nhé. Bây giờ, khi đã xác định được nhân vật, lời xưng hô rồi, thì mình cùng bắt đầu kể lại câu chuyện buổi học thể dục theo lời của nhân vật. Nào, các em học sinh khối 3 của trường tiểu học chung nhất, các em có 5 phút để thực hiện yêu cầu của cô. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi cô chúc các em mạnh khỏe chăm quan hẹn gặp lại các em ở bài học sau nhé cô chào các em